Boxing và MMA, môn nào sẽ thắng? Hãy cùng Trình Sư Phụ tìm hiểu để có suy nghĩ đúng đắn hơn về võ thuật. MMA thì tập tất cả các thế võ: đấm, đá, chỏ, gối, vật, và kể cả đấm ở dưới sàn. Trong khi đó thì boxing chỉ tập đấm, nên lực đấm của boxing sẽ là rất mạnh, vì toàn bộ thời gian của võ sĩ boxing chỉ để rèn luyện cú đấm. Và đó là lý do tại sao boxing là môn võ thuật có cú đấm mạnh nhất thế giới. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu so sánh võ sĩ MMA và võ sĩ boxing thi đấu với nhau bằng 3 luật. Luật thứ nhất, võ sĩ MMA và võ sĩ boxing đấu với nhau bằng luật boxing. Luật thứ hai, võ sĩ MMA và võ sĩ boxing đấu với nhau bằng luật MMA. Luật thứ ba, võ sĩ MMA và võ sĩ boxing đấu với nhau bằng luật đường phố. Chúng ta hãy bắt đầu bằng luật thứ nhất, võ sĩ MMA đấu với võ sĩ boxing bằng luật boxing. Trận đấu giữa võ sĩ MMA thành công nhất Conor McGregor, kiếm tiền nhiều nhất trong giới MMA, người đầu tiên trên thế giới vô địch hai hạng cân MMA tại giải đấu danh giá nhất hành tinh UFC, và võ sĩ thành công nhất boxing Floyd Mayweather, kiếm nhiều tiền nhất trong giới boxing và là nhà vô địch bất bại thế giới năm hạng cân. Trận đấu được lên lịch 12 hiệp. Ban đầu Conor thể hiện sự khéo léo của mình, nhưng Conor bị bất lợi vì không thể đá, take down và không thể đấm từ phía sau của đối thủ, nên hoàn toàn bất lợi cho Conor vì không tận dụng được hết khả năng của mình. Và Floyd cũng sử dụng chiến thuật làm cho Conor mệt trước vào những hiệp đầu, xong sau đó lại gia tăng sức ép. Cuối cùng Floyd đã buộc Conor phải dừng cuộc chơi bằng sức ép và sức mạnh đòn tay của boxing. Floyd đã TKO Conor ở hiệp 10. Nên khi chơi luật boxing thì chắc chắn võ sĩ MMA sẽ bất lợi và rất khó để thắng võ sĩ boxing. Luật thứ hai, võ sĩ MMA và võ sĩ boxing đấu với nhau bằng luật MMA. Võ sĩ MMA đấu với võ sĩ boxing trong lòng sắt bằng luật MMA. Trận đấu này Trịnh Sư Phụ không cần phân tích, võ sĩ boxing chắc chắn sẽ thua cuộc vì boxing chỉ có biết đấm. Trong khi đó MMA còn biết đá, chỏ, gối và takedown, nên võ sĩ boxing không thể thắng võ sĩ MMA nếu như đánh theo luật MMA. Luật thứ ba, võ sĩ MMA và võ sĩ boxing đấu với nhau bằng luật đường phố. Cho Trịnh Sư Phụ không bàn luận về luật này vì không mang tính chất thể thao và có khi mình sẽ bị chấn thương rất tệ vì không có bảo hộ và hậu quả về sau sẽ rất khó lường. Những bạn hay áp dụng luật đường phố này đã làm cho võ thuật mang tiếng bạo lực. Học các môn võ thuật giúp chúng ta tự vệ trong tình huống khẩn cấp và để thoát thân. Võ thuật là thể thao để phát triển sức khỏe con người chứ không hơn thua nhau. Các bạn muốn chơi thể thao võ thuật lành mạnh thì cứ đến phòng tập của Trịnh Sư Phụ. Trịnh Sư Phụ sẽ huấn luyện các bạn chơi thể thao lành mạnh và an toàn hơn. Quay lại so sánh MMA và boxing. MMA đấu với boxing mà xài luật boxing thì chắc chắn boxing sẽ thắng. Ngược lại, nếu xài luật MMA thì chắc chắn MMA sẽ thắng. Nên hai môn thể thao này không thể so sánh với nhau được vì nó là hai môn thể thao rất khác nhau, cách tập cũng khác nhau. Chúng ta cần phải tôn trọng cái môn thể thao để chúng ta có thể học cái hay của môn thể thao khác và phục vụ cho môn thể thao của mình.